Thưa quý vị, có thể nói thời gian qua, nhờ tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội cũng như tăng cường đối thoại với nhân dân, mà tình hình an ninh chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ đầu năm đến nay cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc bức xúc nổi cộm kéo dài, không hình thành các điểm nóng về tư tưởng. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 35 các cấp tại Đà Nẵng đã kịp thời tham mưu cấp ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhiều cách làm chủ động, linh hoạt từ cấp cơ sở đã góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chia sẻ, lan tỏa những cái gương người tốt việc tốt, rồi là phê bình, phản bác lại những cái thông tin, những cái điệu xáo, cho nên là cái có thể nói là công tác tư tưởng trong nhân dân đã được dần ổn định và luôn luôn là nâng cao được cái niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng cũng như của chính quyền địa phương. Trước thủ đoạn ngày càng phức tạp của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn thổi phồng những khuyết điểm của một bộ phận cán bộ đảng viên, xuyên tạc chủ trương của Đảng, nhà nước nhằm kích động tâm lý bất mãn chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, việc nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, tạo đoàn kết thống nhất trong ý chí và hành động là nhiệm vụ không thể lơ là. Trách nhiệm các cấp ủy Đảng phải quán triệt làm tốt công tác an ninh tư tưởng trước hết là trong đội ngũ cán bộ đảng viên và sau đó là với quần chúng nhân dân ở các địa bàn, cái không khéo là tạo ra những thông tin tiêu cực bất lợi, suy diễn không đúng bản chất sự việc thì nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái tình hình chung của thành phố. Trong thời gian còn lại của năm 2022, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận, đời sống nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, đồng thời làm tốt công tác dự báo, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo đồng thuận để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra.